Cá chèo béo là một loại cá thuộc họ cá nhám, sống ở biển và có tính cách khá là hiền lành. Bà con mình thì hay gọi loại cá này là con cá mập con. Cá chèo béo sống ở tầng biển nước sâu nè, rồi hay có nhiều vào mùa gió chướng, lúc mà biển động đó. Cho nên cái công cuộc mà đánh bắt con cá này cũng lắm cái gian nan. Nhưng mà sau những chuyến tàu đánh bắt gian nan như vậy, trở về là một chiếc tàu đầy ắp những loại cá được xem là hàng đặc sản này. Người ta vận chuyển cá chèo béo đi khắp các tỉnh thành miền Tây và dừng lại nhiều nhất là ở Vĩnh Long. Và ở đây góp phần đã mang đến cho thực khách ở khắp nơi những món ăn ngon nức tiếng xa gần từ con cá chèo béo. Vĩnh Long là một vùng đất trù phú, nằm giữa hai nhánh sông chính của sông Cửu Long là sông Tiền và sông Hậu, được phù sa bồi đắp và có nguồn nước ngọt quanh năm. Do vậy mà Vĩnh Long cũng là một trong những biểu trưng của vùng cây lành trái ngọt miền sông nước. Những người con miệt đất này thường khiêm tốn nói rằng: quê tôi không có gì đặc biệt hết. Nói thì nói vậy thôi, chứ cứ về Vĩnh Long đi thì tự nhiên sẽ tìm được quá chừng những trải nghiệm vô cùng đặc biệt và thú vị đến từ những món ăn ngon của miền sông nước. Về Vĩnh Long ăn bưởi năm roi mát lòng mát ruột, ăn mắm sống với rau vườn và khoai lang luộc, hay nghe thơm nức mũi mùi cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng chấm mắm me chua ngọt hết chỗ chê, và được nếm thử những món ăn từ con cá chèo béo dùng nước mặn của đồng bằng sông Cửu Long. Vĩnh Long không hề giáp biển, nhưng nó nằm trên con đường giao thương tấp nập giữa các tỉnh thành. Có lẽ vậy mà con cá chèo béo của biển đã thuận lợi đi vào đất liền để mang cái ngọt ngon của nó phục vụ thực khách khắp gần xa. Cá béo để làm đồ ăn, thường người ta chỉ chuộng con từ 2 tới 4 kg, vừa dễ chế biến mà thịt lại vừa ngon và béo nhất. Con cá béo mới nhìn thì thấy dữ dằn lắm, bởi nó mang cái tướng mình của dòng họ cá mập, da nhám xảm, dây cứng nhọn và rất là khỏe. Nhưng thực chất, nó chỉ ăn các loài cá nhỏ dưới đáy biển hay các loại rong tảo mà thôi. Khi mần cá, người ta sẽ trụng qua nước sôi để lớp dẫy nhám bong ra. Khi đó chỉ cần lấy dao cạo nhẹ nhàng thì dẫy đen trôi hết đi, để lại phần da và thịt trắng tươi, nhìn ngon mắt lắm. Sau đó chỉ cần cắt khứa cho vừa ăn là đem đi mần đồ ngon được rồi đó. Nghe qua công đoạn chế biến thì thấy cầu kỳ mà khó quá. Nhưng người ta quen tay thì chỉ cần mần một chút là xong, nhanh gọn lẹ vô cùng. Mấy phút là đã có ngay dĩa thịt cá tươi rói, đem nêm ướp để làm ra những món ngon rồi đó. Cá chèo béo bà con mình hay gọi tắt là con cá béo. Đây là một loài cá thuộc dòng cá nhám, nhưng mà tương đối là hiền, và thịt của nó thì có thể làm được rất là nhiều những món ăn ngon, nức tiếng xa gần luôn. Chính vì vậy ngày hôm nay Ngọc Phượng mời quý vị khán giả hãy cùng theo chân chương trình đặc sản miền sông nước, chúng ta cùng đi thưởng thức no nê bằng mắt những món ngon được làm từ con cá chèo béo này nha. Về miền sông nước quê hương, ăn con cá béo vấn vương không rời. Cá chèo béo tuy là cá biển dùng nước sâu, nhưng khi đi vào ẩm thực miền sông nước thì cách làm cũng tương tự như các loài cá nước ngọt danh tiếng của xứ này. Con cá chèo béo thì nướng sa tế cay cay, béo béo là ngon nhất. Thịt cá được cắt khứa mỏng rồi ướp đều sa tế vàng thơm, dậy mùi cay, sau đó để một hồi cho thấm. Dọn kèm chung món này là dĩa đậu bắp, rồi thêm dĩa dưa leo cà chua còn tươi non và bếp than nóng rực đỏ hồng. Chỉ nhìn thôi là thực khách đã muốn xà ngay vô bàn để được tận tay gắp miếng cá vàng ươm sa tế để lên dĩ nướng, mà nghe tiếng xèo xèo của bếp than và con mắt hấp hái thèm khi nhìn miếng cá dần săn lại và dậy mùi thơm phức. Đây là món đặc sản cá chèo béo nướng, ngon vô cùng. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Cá nướng vừa chín tới, săn đều, trở màu vàng,
còn đậu bắp thì chín hơi tái. Gấp xuống, bài gọn ra dĩa thì đố ai mà nhịn thèm cho được. Dắt miếng chanh vô chén muối tiêu đâm nhuyễn, vẽ miếng cá chấm vào, cặp thêm miếng cà tím nướng, miếng dưa leo, rồi đưa lên miệng nhai chậm rãi để cảm nhận được đủ đầy những hương vị rất độc đáo. Cái ngọt thơm của cá, miếng da cá dai dai, vị cay của sa tế, giòn giòn của dưa leo, tất cả hòa quyện và ngon tới lạ lùng. Về miền sông nước, ăn những món ngon của xứ này thì món nướng sẽ là lựa chọn tất nhiên rồi, nhưng cũng không thể nào thiếu món lẩu được đâu đó. Có món ăn khô thì phải thêm món nước cho cân bằng chứ. Và món lẩu cá chèo béo nấu mẻ sẽ giúp cho mâm bàn món ăn đặc sản đầy thêm chút nữa. Và đặc biệt là thêm một vị ngon, một cách nấu, cách kết hợp nguyên liệu vô cùng mới lạ, độc đáo để mang tới một hương vị rất riêng của con cá chèo béo. Lẩu mẻ có thể nói là đã quá quen thuộc với bà con xứ mình rồi. Quen từ cái vị chua thanh dịu dàng, quen tới các loại rau ăn kèm nữa. Có thể kể như lẩu mẻ lương đồng, lẩu mẻ cá ngát, lẩu mẻ nấu tép bạc. Có thể đã nhiều lần thưởng thức lẩu mẻ, nhưng đảm bảo rằng lẩu cá chèo béo nấu mẻ sẽ cho thực khách một cảm nhận rất đặc biệt. Món này dọn lên có nồi nước mẻ chua đã được nêm nếm gia vị vừa ăn, đặt trên cái bếp than lửa đỏ cho nóng sôi. Bên cạnh là dĩa cá bẻo được cắt khứa vừa ăn và rải lên một lớp tỏi phi vàng thiệt ưng mắt. Kế đó là dĩa rau lẩu đầy dung, có chuối chát cắt khúc, bắp chuối bào sợi, rau thơm. Nhớ rót thêm dĩa nước mắm sống dầm ớt với dĩa bún nữa là đủ đầy rồi đó. Nồi nước lẩu sôi bùng lên thì thả từng khứa cá vô. Đậy nắp lại một chút là cá chín. Rồi nhúng bắp chuối, bông súng, chuối chát vô nồi. Thớ thịt cá thiệt chắc và thơm, đưa vô miệng nhai, nghe rõ vị ngọt và béo lắm. Điều đặc biệt trong khứa cá nấu lẩu chính là phần xương sụn cá trong bóng, nhai giòn sực sực chứ không nhọn cứng như các loại cá thông thường khác. Bởi vậy mà phần cá khi được nấu sẽ rất được ưng, vì phần này nhiều sụn nhất, ăn giòn ngon mà lạ nữa. Lẩu cá bẻo nấu mẻ tuy nhìn thì đơn giản vậy, nhưng khi ăn cũng có kiểu cách riêng. Thường thì khi mần cá, người ta sẽ bỏ bộ ruột, nhưng giữ lại lá gan nấu cùng thịt cá. Đây chính là thành phần sẽ giúp cho nước chấm cá thêm phần đậm đà và béo nữa. Gấp miếng gan cá đã được nấu chín, đem dầm nát trong dĩa nước mắm ớt. Cứ vậy, chấm một miếng thịt cá thì cặp thêm một chút phần gan vào, đảm bảo vị ngon sẽ tăng lên rất nhiều. Gấp vô chén một đũa bún nhỏ, chan vô miếng nước lẩu chua dịu dịu, gấp một chút rau đủ loại, rồi thêm khứa cá trắng nữa. Vậy là đã sẵn sàng thưởng thức món đặc sản của miền sông nước rồi đó. Nước lẩu chua ngọt, thịt cá thơm béo, miếng chuối chát nấu chín thiệt bùi, còn bắp chuối, bông súng thì nhai giòn rau ráo, nước chấm đậm đà phần gan cá. Tất cả hòa lại cùng chung để đem đến cái lạ, cái ngon khó lòng mà cưỡng lại được. Cá chèo béo, cái tên nghe thấy cưng cưng ha. Mà được thưởng thức những món ăn ngon làm từ cá chèo béo thì sẽ càng mê hơn nữa. Vì biển quê hương thấm vào từng miếng thịt cá, để vô trong miệng ăn, cảm thấy cái ngon, cái ngọt mà vẫn còn đậm vị mặn của tình quê bao la như là biển rộng. Sông nước quê mình đó, trù phú biết là bao nhiêu, từ đồng cho tới biển nè, mang lại biết bao nhiêu là những loại sản vật để nuôi sống bà con dân quê chất phác, rồi mang đến cho chúng ta những cái cảm nhận rất khác biệt, rất thú vị mỗi khi rong ruổi về cái xứ này. Tạm biệt cá chè bẻo, tạm biệt đất Vĩnh Long hiền hòa, nhưng mà những món ngon và những cảm nhận đẹp về quê mình thì vẫn còn đọng lại mãi.